Nói thật với các bạn ấy, với tầm khoảng hơn 25 triệu đồng ấy, tôi ấy sẽ mua một chiếc Surface Pro 7 i58 128GB và một chiếc thẻ nhớ 128GB nữa. Việc gì phải bỏ ra thêm gần 5 triệu đồng để nâng cấp lên phiên bản i58 256 với cùng một mức dung lượng mà đắt hơn khá khá tiền đấy. Thôi thôi, một số tiền chênh lệch đó tôi sẵn sàng bỏ ra để đổi lấy trải nghiệm mượt mà hơn này, ổn định hơn, nhanh hơn. Và quan trọng nhất ấy là không phải lách cách tháo ra lắp vào một cái thẻ nhớ bé tí 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 tí. Thôi được rồi, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy việc mua một chiếc Surface Pro 7 i58 128 và một chiếc thẻ nhớ gắn thêm 128GB nữa sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với việc các bạn bỏ một số tiền nữa để mua phiên bản i58 256GB. Còn tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy việc bỏ ra số tiền chênh lệch để update từ phiên bản 128GB lên phiên bản 256GB là hoàn toàn đúng đắn. Nhìn mà xem, con máy của ông ấy, Surface Pro 7 thế hệ mới nhất, nhưng mà nó khác gì so với những cái máy 456 thế hệ trước hay không? Vẫn là màu bạc nhàm chán các bạn ạ. Không như cái con của tôi này, 256GB có thêm một màu đen huyền bí. Các bạn có thể thêm nhiều sự lựa chọn hơn đúng không ạ? Màu sắc để làm gì? Các bạn công nhận với tôi một điều là trên những phiên bản cũ, từ đời cũ 456 đến 7 bây giờ, màu xám của nó thật sự là rất là đẹp đúng không? Trang nhã, lịch sự này, phù hợp với rất là nhiều người, rất nhiều công việc. Không như cái màu đen, nó chỉ phù hợp với một số người thôi các bạn ạ. Có người thích, có người không thích. Tại vì là cái màu đen ấy, nó để lại quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Quan trọng ấy là nó không quá nhàm chán, như cái màu bạc ấy đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Tốt nhất ấy, mọi người hãy comment bên dưới xem màu nào mọi người thích đẹp và tranh xả hơn nhá. Đây nhá, riêng cái độ tiện dụng ấy thì cái Surface Pro 7 128GB này không có cửa các bạn ạ. Chỉ nghĩ tới cái việc tháo ra lắp vào một chiếc thẻ nhớ bé tí 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 đã thấy bất tiện rồi. Còn chưa kể nhá, khi mà lỡ tháo ra lắp vào nó bị rơi thì làm sao nhở? Nó bé tí như vậy có mà tìm đến sáng mai. Cứ như tôi này, sử dụng phiên bản 256GB đỡ phải lách cách tháo ra lắp vào, nó có sẵn trên máy rồi, cứ việc sử dụng thôi, nhanh mượt mà, chả phải lo nghĩ gì cả. Đây nhá, thế tôi hỏi ông nhá, cái khe cắm thẻ nhớ vô cùng bé ở cái phía dưới chiếc Surface Pro 7 này người ta lại làm gì? Ông chỉ cần mua một chiếc thẻ nhớ xong cắm vào đó như một chiếc bộ nhớ ngoài thôi, và ông cứ việc để đấy, tháo ra lắp vào để làm cái gì? Cũng như tôi này, tôi cũng tin là tôi và các bạn cũng giống nhau thôi, đó là mua một chiếc thẻ nhớ cắm vào và chả bao giờ tháo ra cả. Đồng ý ấy, là so với việc không cắm thẻ nhớ ấy, thì nó sẽ đỡ tiện lợi hơn một chút, nhưng xét về mức giá thì sao? Trong khi các bạn ạ, bỏ ra khoảng hơn 25 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu phiên bản 128GB này, cộng thêm một chiếc thẻ nhớ 128GB nữa cắm vào đây, là các bạn đã được một chiếc Surface Pro 7 dung lượng 256GB rồi, mà không cần phải bỏ ra số tiền gần 5 triệu đồng nữa để sở hữu một phiên bản 256GB có sẵn. Với số tiền chênh lệch đó ấy, các bạn có thể là mua thêm các phụ kiện Surface khác, ví dụ chuột này hoặc là cái pen chẳng hạn. Nói như ông ấy thì cái phiên bản 256GB này Microsoft làm để làm gì, bán cho ai? Thứ nhất ấy là SSD trên phiên bản 256GB nó nhanh hơn phiên bản 128GB là cái chắc chắn rồi, và để so sánh với cái chiếc thẻ nhớ lắp vào ấy thì nó càng nhanh rõ rệt hơn nữa. Để đổi lấy cái trải nghiệm mượt mà hơn ấy, nhanh hơn hàng ngày ấy, thì cái số tiền chênh lệch tôi bỏ ra ấy là thấy hoàn toàn xứng đáng. Cái quan trọng ở đây ấy là nó có nhanh hơn nhiều hay không. Trên thực tế các bạn ạ, việc sử dụng phiên bản 256GB và phiên bản 128GB, tốc độ của nó có nhanh hơn ấy, nhưng mà không nhanh hơn quá nhiều. Mình lấy ví dụ các bạn dễ hiểu nhá. Khi mà các bạn copy một file dữ liệu ở trên phiên bản 256GB SSD ấy thì mất khoảng 10 phút, thì ở trên phiên bản 128GB ấy các bạn chỉ chờ lâu hơn tầm 1-2 phút thôi, nghĩa là mất tầm 11-12 phút ấy. Với khoảng 1-2 phút thì mình nghĩ là các bạn cũng không có vấn đề gì lắm so với công việc hàng ngày. Còn chưa kể là cái thẻ nhớ hiện giờ ấy, tốc độ đọc ghi của nó đã rất là tốt rồi. Nó đáp ứng đầy đủ cho tất cả nhu cầu của anh em hiện tại. Cần gì phải lên phiên bản 256GB phí tiền. Nói chuyện với ông này ngang như cua mọi người ạ. Cái quan trọng ở một cái laptop ấy là nó phải sang, nó phải đẹp, phải nhiều sự lựa chọn. Chứ như cái Surface Pro 7 cứ một xám chán chết từ cái đời này sang đời khác ấy, quá nhàm chán. Tôi nói thật ấy, một chiếc laptop đối với tôi phải thực dụng, công việc hàng ngày đáp ứng vừa đủ và không bị lãng phí hiệu năng của máy. Tốt nhất ấy, hãy để người dùng quyết định xem là lựa chọn của ai là tốt hơn, ok không? Ok, các bạn hãy cho chúng mình biết sự lựa chọn các bạn ở phía dưới phần comment bên dưới nhá. Và đừng quên ghé Năng Vũ để chọn được những chiếc laptop Surface ưng ý nhất nhá. Nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ chúng mình bằng cách like này, subscribe, ấn chuông để ủng hộ chúng mình nhá. Một lần nữa thì đây Năng Vũ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.